Dị nhân có tài hô mưa gọi gió mà tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp giới thiệu đến thành phố Hồ Chí Minh để cứu nạn cho người dân thành phố Hồ Chí Minh là ai? Và thật sự ông có khả năng này hay không? Thưa các anh chị, đó là sự quan tâm của rất nhiều người trong cộng đồng chúng ta về một sự kiện mang tính chất quá khôi hài trong thời đại công nghệ thông tin và khoa học phát triển như hiện nay. Một vị tiến sĩ mà lại tiến cử cho thành phố một giải pháp chống nắng nóng bằng một người có khả năng hô mưa gọi gió. Ngày 2 tháng 4 năm 2024, từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp đã có công văn gửi thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là gửi chi cục thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý cục, tôi xin tự giới thiệu, tôi là tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, hiện đang là giám đốc trung tâm dịch thuật, dịch vụ văn hóa và khoa học công nghệ thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, và hiện là giảng viên thỉnh giảng cao cấp của ba trường đại học và nguyên là phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Tiềm năng Con người. Xin giới thiệu về quý cục, về anh Lê Minh Hoàng. Thưa quý cục, sau hai lần gặp gỡ trực tiếp, tôi và anh Hoàng có nhờ cơ quan giới thiệu anh với các tỉnh phía Nam đang bị hạn hán khô càng nặng, và anh nói anh có khả năng cầu mưa có hiệu quả. Song thực tế vấn đề này chúng tôi chưa được kiểm chứng, nhưng rất xót xa và dằn vặt về việc hạn hán thất bát mùa màng của một số tỉnh phía Nam, nên tôi giới thiệu với quý cục về anh Lê Minh Hoàng. Nếu quả thật anh Lê Minh Hoàng có khả năng kỳ diệu ấy, thì đất nước chúng ta gặp phúc và các tỉnh phía Nam đã gặp hạn sẽ được cứu hạn. Sau một lần nữa, chúng tôi xin nhấn mạnh là anh Lê Minh Hoàng có khả năng cầu mưa hay không là chúng tôi chưa khẳng định và phủ định. Vậy trân trọng giới thiệu quý cục về anh Lê Minh Hoàng. Khi vào tới nơi kiểm nghiệm thực tế của các đồng chí, xin được hồi âm cho cơ quan chúng tôi biết. Xin trân trọng cảm ơn. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp có đóng dấu cơ quan đàng hoàng, dấu tròn đàng hoàng, thưa các chuyện. Nhưng vấn đề của chúng ta là ông Lê Minh Hoàng, dị nhân này là ai và có khả năng hô mưa gọi gió hay không? Ông Lê Minh Hoàng, thưa anh chị, từ năm 2010, tức là trong những năm 2010, nhiều cơ quan ở Hà Nội đã bị làm phiền bởi một người tên là Lê Minh Hoàng. Anh này, anh tự xưng anh là người có tài hô mưa gọi gió, và đặc biệt là có tài đuổi bão. Anh nói rằng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội không có một giọt mưa nào, là do anh dùng ta thuật gì đó, đại khái như thế, dùng thần thông để đuổi bão đi, để cho Hà Nội được một cái đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội siêu thành công. Và anh đi rêu rao khả năng là đi khắp nơi, từ quê ở Mộc Châu hay có dư đồng nào thì anh lại đến Hà Nội, đến các cơ quan khoa học, các cơ quan chức năng, nói chung là đủ tất cả các cơ quan, và giới thiệu mình có khả năng hô mưa gọi gió đuổi bão, mà đề nghị các cơ quan này cung cấp kinh phí cho anh 2 tỷ để anh thí nghiệm và anh chứng minh cho họ khả năng này. Nhưng không có lãnh đạo cơ quan nào chịu tiếp anh cả. Rồi ngoài một số nhà nghiên cứu tò mò gặp rồi lại bỏ đi vì không tin vào khả năng này. Cũng theo anh Hoàng thì theo cái ông Lê Minh Hoàng á, anh này tên là Lê Minh Hoàng, thưa anh chị, thì gia đình anh cũng không tin anh có tài khôn mưa gọi gió, mà nói rằng anh bị bệnh tâm thần nên đã đưa anh vào bệnh viện tâm thần chữa trị một thời gian. Nhưng mà sau khi thăm khám thì bác sĩ đầu óc khẳng định đầu óc anh Lê Minh Hoàng hoàn toàn bình thường và cho anh về. Và từ đó anh Lê Minh Hoàng tiếp tục hành trình đi đến các cơ quan tự giới thiệu về khả năng hô mưa gọi gió của mình, nhưng mà chưa lần nào thể hiện thành công hay là thể hiện khả năng này cho người ta thấy hết. Rồi khi mà các cơ quan nhà nước không chịu bỏ tiền ra 2 tỷ đồng để cho anh chứng thực khả năng của mình, thì anh nói rằng anh đã có công đuổi bão để làm đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội thành công, rồi gọi mưa để cung cấp nước cho các đập thủy điện khi trời gặp khô hạn, cho đó các cấp chính quyền phải trả tiền cho anh mỗi nơi 2 tỷ, nhưng cuối cùng cũng không ai trả, không anh trả cho anh đồng nào hết. Rồi anh Hoàng nói rằng Mộc Châu, quê hương anh ở, đã có 3 năm liên tục bị hạn hán gì đó,
và anh đã dùng thần thông gọi mưa gọi gió, và 3 năm liên tục mưa thuận gió hòa, người dân Mộc Châu sống cuộc đời sung sướng. Rồi riêng năm 2012, anh Lê Minh Hoàng đã nói rằng anh đã đuổi 8 trận bão ra khỏi Việt Nam trong tổng số 10 trận. Hai trận kia thì nó có Dương Tiễn gì đó hoặc Ba Tiêu gì đó phù trợ, cho nên anh chống còn lại chỉ đuổi được 8 cơn bão thôi, cũng là công đức rất lớn rồi. Tuy nhiên mỗi lần gặp vị quan chức nào hay bất cứ người nào cả nhà báo thì anh Lê Minh Hoàng đều nói gia đình anh do anh đi theo tu tập cái thần thông này cho nên kinh tế gia đình rất khó khăn, có hôm không có gạo ăn nữa. Nhiều người cũng thương cảm cho anh một ít tiền gọi là cứu trợ. Và anh Lê Minh Hoàng suốt nhiều năm nay lang thang trong một hành trình vô định như thế, đi gõ cửa hết cơ quan này đến cơ quan kia, lãnh đạo này đến lãnh đạo kia để nói rằng mình có khả năng đuổi bão. Thứ hai nữa là hô mưa gọi gió, cầu mưa, muốn mưa bao nhiêu trận cũng có, mưa mấy năm luôn, mưa liên tục một năm cũng có, mà mưa 3 năm như một châu cũng có luôn nữa. Tuy nhiên không ai tin lời anh này cả, và anh đi lang thang lang ngang như thế rồi không hiểu cơ duyên nào anh gặp tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp. Và ngày 24 mới đây thôi, anh Nguyễn Hoàng Điệp đã làm công văn gửi chi cục thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu anh Lê Minh Hoàng này có khả năng hô mưa gọi gió, nhưng cũng khẳng định rằng nhưng cũng nói rằng mình chưa khẳng định là có hay không, vân vân và vân vân. Thưa các chị, một việc quản lý nhà nước đó là hạn mặn nóng lên toàn cầu, nắng nóng, mà một vị tiến sĩ lại giới thiệu một người có mồm mép như thế và tuyên bố những điều săn bậy như thế, không thể chứng minh được. Rồi với một cơ quan nghiêm túc là chi cục thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh, trong khi thành phố Hồ Chí Minh đang quằn mình với đợt nắng nóng thì đúng là một chuyện khôi hài. Đất nước chúng ta không bao giờ chịu chuyện cười, mà toàn là những chuyện cười ra nước mắt. Hết quan tham, hết chị Lan triệu tỷ, bây giờ lại đến dị nhân đuổi bão, hô mưa gọi gió. Theo các anh chị thì anh Lê Minh Hoàng này, dị nhân này có khả năng hô mưa gọi gió hay không? Xong để lại ý kiến, xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.